Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Phần tin có những tin chính. Đại hội Đảng bộ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường và Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên, nhiệm kỳ 2015-2020. Trung úy Trần Văn Ngọc, học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phần tin quốc tế có những tin chính. Bà dinh lắc hầu tòa với cáo buộc tham nhũng. Khai mạc phiên họp lần thứ 68 tại Hội đồng WHO tại Geneva. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đảng bộ xã Kim Xá, huyện Vĩnh Tường vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự đại hội có 130 đại biểu, đại diện cho 231 đảng viên trong đảng bộ xã. Nhiệm kỳ 2010-2015, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, xã Kim Xá đạt và vượt mục tiêu đề ra. Nhịp độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,43%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 19,29 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 73%. Có 3 trên 8 thôn đạt làng văn hóa, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng được chú trọng và có nhiều tiến bộ. Hàng năm có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 19,9% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 21,7% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Kim Xá phấn đấu nhịp độ tăng giá trị sản xuất hàng năm 16-17%, giá trị sản xuất trên 1 hectare canh tác đến năm 2020 đạt 70-75 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 5%, hàng năm giải quyết việc làm mới cho từ 200-220 lao động, 80-85% gia đình đạt gia đình văn hóa, 50-70% thôn làng đạt danh hiệu văn hóa, 50% trở lên chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên cũng đã tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Trung tâm kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại với y học cổ truyền. Quy mô giường bệnh tăng từ 50 lên 70 giường bệnh. Hệ thống y tế cơ sở ngày một phát triển, mạng lưới y tế, tổ dân phố được củng cố. Đội ngũ cán bộ y tế tăng cả về chất và lượng, kịp thời đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn. Nhờ thực hiện tốt công tác y tế dự phòng nên trong 5 năm qua, trên địa bàn thị xã Phúc Yên không xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình đạt hiệu quả cao. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trung tâm đã kết nạp 14 đảng viên mới, thành lập 5 chi bộ cơ sở trực thuộc, điều chỉnh và sắp xếp 5 chi bộ đảng theo địa bàn và theo nhiệm vụ chuyên môn từng khối. Hoạt động của các chi bộ đảng đều đạt hiệu quả cao. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Trung tâm Y tế thị xã Phúc Yên phấn đấu chỉ tiêu khám chữa bệnh hàng năm tăng từ 10-15%, công suất sử dụng giường bệnh đạt 100% kế hoạch được giao, thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm 0,5% trên năm. Kết nạp từ 14-18 đảng viên, 5/5 chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, đảng bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên trong đảng bộ đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Đại hội đã bầu 6 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và 2 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Luôn nhiệt tình và năng nổ trong công tác, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là những đặc điểm nổi bật của Trung úy Trần Văn Ngọc. Đội cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 4, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc. Trung úy Trần Văn Ngọc sinh năm 1988 tại xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, với quyết tâm thực hiện được ước mơ của mình là đứng trong hàng ngũ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007, Trần Văn Ngọc thi đỗ vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Với lòng yêu ngành, mến nghề và luôn cố gắng phấn đấu học tập rèn luyện, tháng 6 năm 2012, anh đã tốt nghiệp đại học xếp loại giỏi.
Tháng 7 năm 2012, anh được phân công công tác tại Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy số 4, Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình công tác được lãnh đạo đơn vị giao phụ trách đội cứu nạn cứu hộ. Là một cán bộ trẻ đảng viên về công tác tại đơn vị, với tính chất phẩm chất đạo đức của đồng chí, luôn gương mẫu trong công việc, giữ mối đoàn kết đơn vị, tạo không khí trong phong trào thanh niên đồng chí tích cực tham gia, được lãnh đạo đơn vị tin tưởng giao cho đồng chí phụ trách đội cứu nạn cứu hộ. Mà công tác cứu nạn cứu hộ là mới đối với lực lượng phòng cháy chữa cháy, đồng chí luôn chịu khó nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ trường, sách vở, vận dụng vào thực tiễn công tác. Với nhiệm vụ được giao, Trung úy Trần Văn Ngọc đã xây dựng và triển khai có hiệu quả nhiều văn bản liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ, tham mưu cho lãnh đạo phòng các nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương và đơn vị. Trong những năm qua, đồng chí luôn cố gắng đem hết nhiệt huyết, sức trẻ và vốn tri thức đã được học tập, đào tạo tại nhà trường để truyền đạt cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Hàng năm, đồng chí luôn chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho cán bộ chiến sĩ phù hợp với từng đối tượng và tình hình đặc điểm của địa phương. Tập trung huấn luyện nghiệp vụ theo các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn như cứu nạn cứu hộ trong đám cháy, cứu nạn cứu hộ trên sông nước, cứu nạn cứu hộ, sự cố giao thông. Được phân công công tác tại đội cứu nạn cứu hộ với đặc điểm cán bộ chiến sĩ đa số tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm công tác còn hạn chế. Vì vậy, Trung úy Trần Văn Ngọc luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng để giúp cán bộ chiến sĩ trong đội có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong những năm qua, đội cứu nạn cứu hộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như đột xuất được cấp ủy lãnh đạo đơn vị giao. 100% các sự cố xảy ra trên địa bàn đều được tổ chức ứng cứu kịp thời, giải quyết nhanh chóng, ngăn ngừa thiệt hại về người và tài sản. Qua quá trình công tác thực tế tại địa phương, với những lần cứu nạn cứu hộ cũng như là cứu người trong đám cháy, tôi mới nhận thấy được hết sự gian khổ của công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, cùng với đó, nó thôi thúc tôi thêm những động lực để cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công tác cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ còn mới, chưa thực sự triển khai sâu rộng đến toàn thể nhân dân. Nhiều cơ sở, người dân chưa hình dung được nhiệm vụ cứu nạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Chính vì vậy, thông qua các cuộc truyền thông và huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung úy Trần Văn Ngọc đã cung cấp kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho quần chúng nhân dân. Với những nỗ lực cố gắng của bản thân, đồng chí đã nhận được nhiều giấy khen của các cấp ngành như Tổng cục Xây dựng Lực lượng Công an Nhân dân tặng giấy khen học viên xuất sắc năm học 2011-2012, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy tỉnh tặng giấy khen trong đợt cao điểm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014. Năm 2014, đồng chí được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2015 và 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại dạp 19 tháng 5 thành phố Vĩnh Yên, Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh phối hợp cùng Nhà hát kịch Việt Nam tổ chức đêm biểu diễn nghệ thuật vở kịch Tài biến, thu hút hơn 300 hội viên và nhân dân theo dõi. Vở kịch Tai biến ra mắt tháng 6 năm 2013 là tác phẩm tập trung khai thác vấn đề nhạy cảm, gai góc được xã hội quan tâm là nạn tham nhũng, tha hóa về đạo đức và lối sống của một bộ phận quan chức. Tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Anh Tú đạo diễn, nhà văn Xuân Đức viết kịch bản. Vở kịch Tai biến được Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát kịch Việt Nam đánh giá là kịch bản khá nhất trong số 20 kịch bản đã duyệt. Kịch bản có tính thời sự cao, bám sát định hướng tuyên truyền phòng chống tham nhũng. Đêm biểu diễn nghệ thuật tại dạp 19 tháng 5 là dịp để các hội viên Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày trên địa bàn tỉnh được gặp gỡ, ôn lại những năm tháng hào hùng của dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp để tri ân, tôn vinh truyền thống đấu tranh cách mạng của chiến sĩ và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Sáng ngày 19 tháng 5, cựu Thủ tướng Thái Lan Dinh Lắc Sinawat đã đến Tòa án tối cao dự phiên xét xử bà với cáo buộc tham nhũng trong trợ giá lúa gạo.
nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan đã bị ép từ chức hồi tháng 5 năm 2014 và bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm sau những cáo buộc tham nhũng, cho dù bà một mực phủ nhận những tội danh này và cho rằng có động cơ chính trị đằng sau những cáo buộc bà. Bà Dinh Lắc tuyên bố sẽ biện hộ cho mình trước tòa. Nếu bị tuyên có tội, bà Dinh Lắc sẽ phải đối mặt với 10 năm tù giam và án phạt hơn 6.000 đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ban hành một sắc lệnh hành pháp, trong đó giới hạn việc sử dụng một số thiết bị quân sự của lực lượng cảnh sát nước này. Chỉ thị này được đưa ra sau các vụ việc cảnh sát sử dụng súng bắn chết người tại một số khu vực của nước này. Theo sắc lệnh của Tổng thống Obama, một số thiết bị cảnh sát sẽ không được sử dụng là các phương tiện chống đạn có bánh xe theo dõi, súng phóng lựu đạn, súng có nòng lớn hay máy bay vũ trang. Những giới hạn này được Tổng thống Obama đưa ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang nỗ lực khuyến khích xây dựng niềm tin giữa cảnh sát và cộng đồng sau các vụ việc cảnh sát bắn chết người da màu thời gian qua. Phiên họp lần thứ 68 của Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chính thức khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ. Phiên họp năm nay diễn ra từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 5 nhằm thảo luận một loạt các vấn đề như dịch bệnh Ebola, các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ vị thành niên, người già, tình trạng kháng thuốc kháng sinh, các chương trình nghị sự về sức khỏe sau năm 2015. Phát biểu tại phiên khai mạc, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhấn mạnh năm 2015 là một năm của quá trình chuyển đổi. Thế giới đã chứng kiến nhiều đổi thay kể từ đầu thế kỷ này khi các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được đưa ra trong khuôn khổ tổng thể cho sự hợp tác phát triển với mong muốn tạo ra một thế giới hòa bình, thịnh vượng hơn. Tuy nhiên, hiện các mối đe dọa đối với sức khỏe ngày càng nhiều, đòi hỏi con người cần phải có sự sáng tạo và quyết tâm. Tổng Giám đốc WHO đã đưa ra đề xuất gây dựng một quỹ dự phòng mới 100 triệu đô la Mỹ, tránh cho tổ chức này phải đối mặt với một số tình huống không được chuẩn bị nhằm tạo điều kiện cho một phản ứng nhanh chóng và hiệu quả. Ngày 18 tháng 5 là một ngày đau buồn đối với người dân thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền trung Iraq. Nhóm khủng bố IS sau nhiều ngày tiến công cuối cùng đã bẻ gãy được chốt chặn an ninh cuối cùng để tiến vào kiểm soát toàn bộ thành phố quan trọng này. Trước đó, từ ngày 15 tháng 5, IS liên tục tăng cường các đợt tấn công vào Ramadi khi cuộc giao tranh bước vào giai đoạn cuối cùng và vô cùng khốc liệt. Nhóm IS với súng máy, súng cối, pháo cuối cùng vượt qua vòng bảo vệ an ninh của lực lượng quân đội chính phủ Iraq, bất chấp liên quân do Mỹ dẫn đầu dội bom đạn dữ dội để cản bước tiến của chúng. Cuộc giao tranh khốc liệt đã cướp đi sinh mạng của khoảng 500 người, trong đó phần lớn là thường dân và các binh sĩ. Gần 8.000 dân thường đã phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn nhóm IS. Thất bại mới đây nhất tại Iraq không khỏi khiến giới quan sát đặt ra những câu chất vấn về tính hiệu quả của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại IS. Ngày 18 tháng 5, hàng chục nghìn người đổ xuống các đường phố ở thủ đô Skopje của Macedonia để tham gia cuộc meeting ủng hộ thủ tướng nước này Nikola Gruevski trong bối cảnh phe đối lập vừa tổ chức cuộc tuần hành quy mô tương tự đòi ông Gruevski từ chức. Khoảng 30.000 người tập hợp bên ngoài tòa nhà Quốc hội bày tỏ ủng hộ Thủ tướng Gruevski. Cách đó 2 km, khoảng 1.000 người ủng hộ phe đối lập vẫn cắm trại bên ngoài phủ Thủ tướng sau khi người đứng đầu lực lượng này kêu gọi họ bám trụ cho đến khi ông Gruevski từ chức. Căng thẳng chính trị tại Macedonia tăng cao từ tháng 1 vừa qua, khi chính phủ cáo buộc lãnh đạo Đảng Dân Chủ Xã hội đối lập Rozan Zaev liên quan tới hoạt động gián điệp và bạo lực chống chính quyền. Ông Zaev đã bác bỏ các cáo buộc nói trên, đồng thời phe đối lập cáo buộc Thủ tướng Gruevski tham nhũng, tổ chức nhiều cuộc nghe lén điện thoại và gây căng thẳng sắc tộc để bám giữ quyền lực. Những diễn biến trên đã đẩy Macedonia rơi vào khủng hoảng chính trị sâu sắc trong bối cảnh quốc gia vùng Ban Căng này đang trong tiến trình đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.